em sẽ riêng mình thương nhớ hoài. Thiệt thòi muốn khi vẫn là con gái, một mình em và con đường quá dài. Người bỏ em buồn đau nơi ơi, em sẽ âm thầm yêu suốt đời. Vì tình đã quá xa tầm tay với, dù mai kia bàn chân này giá nguội, thành thương đã bơ vơ phương trời. Dù cho mấy nhớ nhung chất trong lòng, rồi cũng sẽ hóa ra hư không. Dù cho muôn vạn ân tình thấm nồng, rồi cũng biến đi như cơn mộng. Dù đem hết trái tim hiến dâng người, rồi cũng sẽ sống cô đơn thôi. Dù bao câu thề trên đường đón đợi, rồi cũng biến tan như mây trời. Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài, thiệt thòi muốn kiếp vẫn là con gái. Một mình em và con đường quá dài, người bỏ em buồn đau nơi ơi. Em sẽ âm thầm yêu suốt đời, vì tình đã quá xa tầm tay với. Dù mai kia bàn chân này giá nguội, thành thương đã vơ vơ phương trời. Dù cho mây nhớ nhung chất trong lòng, rồi cũng sẽ hóa ra hư không. Dù cho muôn vạn ân tình thấm nồng, rồi cũng biến đi như cơn mộng. Dù đem hết trái tim hiến dâng người, rồi cũng sẽ sống cô đơn thôi. Dù bao câu thề trên đường đón đợi, rồi cũng biến tan như mây trời. Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài, thiệt thòi muốn kiếp vẫn là con gái. Một mình em và con đường quá dài, người bỏ em buồn đau nơi ơi. Em sẽ âm thầm yêu suốt đời, vì tình đã quá xa tầm tay với. Dù mai kia bàn chân này giá nguội, thành thương đã bơ vơ phương trời. Em sẽ riêng mình thương nhớ hoài, thiệt thòi muốn kiếp vẫn là con gái. Một mình em và con đường quá dài, người bỏ em buồn đau nơi ơi. Em sẽ âm thầm yêu suốt đời, vì tình đã quá xa tầm tay với. Dù mai kia bàn chân này giá nguội, thành thương đã bơ vơ phương trời. Thank you. Cảm ơn quý vị, các anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn sự có mặt tuyệt vời của quý vị trong đêm nay với live show My Life Tour của Ngọc. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Ngọc muốn gửi đến quý vị một ca khúc mới, một ca khúc rất là mới, quý vị chưa nghe bao giờ. Và đêm nay đây, Ngọc chọn những ca khúc đặc biệt nhất để đến với tất cả quý vị. Một sáng tác của nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Ca khúc được mang tên Hạnh Phúc Nơi Đâu. Xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Xin cảm ơn. Yeah.
anh nỡ vô tâm khi lại dối lừa nhau. Phải chăng lúc ấy con tim anh đang lạnh giá không linh hồn? Vì sao anh nỡ mai mờ đến giấc mau nỗi đau của em? Có biết ngay lúc này để mình em chết lặng không nôn? Hãy nói em nghe đi anh, anh đã không còn yêu được như lúc trước khi ta quen sao? Hãy nói em nghe đi anh, như một lời biệt ly để thôi hoang mang, để thôi nhớ nhau. Hạnh phúc kia không thể đến khi niềm đau đã dần hằn sâu. Hạnh phúc kia không thể đến khi từ lâu không giữ chặt nhau. Tình một phút trong tàn để lại những ngỡ ngàng, làm hại nhịp tim lỡ làng. Hạnh phúc kia không thể đến khi niềm đau đã dần hằn sâu. Hạnh phúc kia không thể đến khi từ lâu không giữ chặt nhau. Tình giờ đã ra rời, đành kiềm nén những lời thật sâu lòng em thầm nói rằng trái tim em còn yêu. Hey yeah. Thank you. Vì sao anh nỡ vô tâm khi lại dối lừa nhau? Phải chăng lúc ấy con tim anh đang lạnh giá không linh hồn? Vì sao anh nỡ mai mờ đến giấc mau nỗi đau của em? Có biết ngay lúc này để mình em chết lặng không nôn? Hãy nói em nghe đi anh đã không còn yêu được như lúc trước khi ta quen sao? Hãy nói em nghe đi anh, như một lời biệt ly để thôi hoang mang, để thôi nhớ nhau. Hạnh phúc kia không thể đến khi niềm đau đã dần hằn sâu. Hạnh phúc kia không thể đến khi từ lâu không giữ chặt nhau. Tình một phút trong tàn để lại những ngỡ ngàng, làm hai nhịp tim lỡ làng. Hạnh phúc kia không thể đến khi niềm đau đã dần hằn sâu. Hạnh phúc kia không thể đến khi từ lâu không giữ chặt nhau. Tình giờ đã ra rời, đành kiềm nén những lời tận sâu lòng em thầm nói. Hạnh phúc kia không thể đến khi niềm đau đã dần hằn sâu. Hạnh phúc kia không thể đến khi từ lâu không giữ chặt nhau. Tình một phút trong tàn để lại những ngỡ ngàng, làm hai nhịp tim rạng vỡ. Hạnh phúc kia không thể đến khi từ lâu không giữ chặt nhau. Tình giờ đã xa rời, đành kiềm nén những lời tận sâu lòng em thầm nói rằng trái tim em còn yêu. Cảm ơn quý vị. Quý vị biết là bản chất của Ngọc thì lúc nào cũng phải năng động và lúc nào cũng tạo cho mình những cái cảm xúc rất là thoải mái trong âm nhạc. Và tiếp theo đây, Ngọc sẽ đến với quý vị một bài hát theo vũ điệu hip hop cùng với dancer. Quý vị cho tất cả chương trình ngày hôm nay một tràng pháo tay đi ạ. Thank you. Hey, come on baby. Yeah. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ngu si nào hay biết. Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm rên xiết nghe tình rơm máu. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ta không hề hay biết.
Có những dối trá trong tình yêu, con tim ngu si nào hay biết. Trái tim này chưa biết vui, trái tim này chưa quen cười, trái tim này đang còn bối rối, chưa tìm ra lối. Thế gian này bao đổi thay, trái tim này sao ngu dại, mãi mê chạy theo một chiếc bóng đang vui đùa với mình. Nàng là tiên hay quỷ ma, yeah, đã lừa gạt tôi không xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi, chưa yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Hey, dối gian, nát tàn, yeah. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ngu si nào hay biết. Trái tim này đang khổ đau, trái tim này đang kêu gào, trái tim này đang nằm rên xít nghe tiếng rương máu. Trái tim này đang tái tê, trái tim này đang rơi lệ, trái tim này đang nằm hấp hối trong tâm hồn của tôi. Có những dối trá trong tình yêu, hey, con tim ta không hề hay biết. Tại sao lại rơi lẫn nhau, tại sao lại ai phải đau. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ngu si nào hay biết. Con tim ngu si nào có hay biết, yêu mình còn đang dấu nỗi tiếc. Trái tim này chưa biết vui, trái tim này chưa quen cười, trái tim này đang còn bối rối, chưa tìm ra lối. Thế gian này bao đổi thay, trái tim này sao ngu dại, mãi mê chạy theo một chiếc bóng đang vui đùa với mình. Nàng là tiên hay quỷ ma, yeah, đã lừa gạt tôi không xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi, chưa yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Nàng là tiên hay quỷ ma, đã lừa gạt tôi không xót xa. Nàng chỉ muốn vui đùa thôi, chưa yêu gì. Nàng sung sướng khi nhìn tôi buồn đau đớn. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ta không hề hay biết. Có những dối trá trong tình yêu, con tim ngu si nào hay biết. Cảm ơn quý vị. Quý vị cứ vỗ tay càng to ở trên đây là mọi người càng sung hơn ạ. Đêm nay đây, Ngọc sẽ chọn những ca khúc mà quý vị đã yêu cầu rất là lâu. Ca khúc được mang tên Nhớ Anh Đêm Nay. Nhớ anh đêm nay. Nụ hôn xưa trao nhau nồng say, sự trao thay tình ai ngất ngây. Và em khóc trên vai anh thật lâu, thay lời chia ly trong mắt sầu. Đêm nay anh đang vui bên ai, biết chăng em ngồi đây sầu nhớ. Em nhớ anh, nhớ anh đêm này, nhớ anh đêm này. Giờ đây anh nơi phương trời nào, biết chăng em lòng em thét gào. Tình như gió như mây ngàn xa, khi người ra đi quên lối về. Đêm nay anh đang vui bên ai, biết chăng em ngồi đây sầu nhớ. Em nhớ anh ơi, đêm nay cô đơn mình em lang thang, bơ vơ hoang mang lòng tan vỡ. Buồn cho số phận giờ đây tay trắng tay, đành thôi chấp nhận cuộc tình vô cánh bay. Tình người có thế thôi, người ra đi bỏ tôi, nghe tim mình vỡ đôi. Vòng tay ấm nồng ngày nào ta có nhau, biệt ly khổ sầu một mình em đớn đau. Tình người có thế thôi, người ra đi bỏ tôi, để mãi mãi ôm sầu nhớ. Nhớ anh,
như anh em này. Giờ đây anh nơi phương trời nào, biết chăng em lòng em thét gào, tình như gió như mây ngàn xa, khi người ra đi quên lối về. Đêm nay anh đang vui bên ai, biết chăng em ngồi đây sầu nhớ, em nhớ ai. Anh ơi đêm nay cô đơn mình em lang thang, bơ vơ hoang mang lòng tan vỡ, buồn cho số phận giờ đây tay trắng tay. Anh thôi chấp nhận cuộc tình vô cánh bay, tình người có thế thôi, người ra đi bỏ tôi, nghe tim mình vỡ đôi. Vòng tay ấm nồng ngày nào ta có nhau, biết ly khổ sầu một mình em đơn đau. Tình như có thế thôi, thì ra đi bỏ tôi, để mãi mãi ôm sầu nhớ. Nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh đêm này. Nhớ, nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh đêm này. Quý vị phải vỗ tay liên tục để coi chương trình của mình đó. Xong lắm à. Yeah. Yes. Come on. Uh-huh. Yeah. Hứa sẽ yêu tôi suốt đời, xin hãy đến với tôi người ơi. Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười, tôi quen sống như không là tôi. Oh let go. Tuy ngày trước bức tranh muôn sắc màu, dù bạc phách tăng tơi từ lâu, ngàn lời hứa tiếng yêu không đổi màu. Tự hỏi trái tim nằm đâu, tình đã hết trước khi đưa bắt đầu, trước khi kịp nói lời mến yêu. Từ lâu biết trái tim đã hững hờ, chẳng yêu nhưng cứ vờ say đắm. Người nào hứa yêu tôi cho nên mãi không thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Hey. Yeah. Người nào hứa sẽ yêu tôi suốt đời, xin hãy đến với tôi người ơi. Cuộc đời chẳng đãi cho một tiếng cười, tôi còn sống như không là tôi. Từ ngày trước bức tranh muôn sắc màu, dù bạc phách tan tơi từ lâu, ngàn lời hứa tiếng yêu không đổi màu. Giờ tự hỏi trái tim nằm đâu, trước khi được bắt đầu, trước khi kịp nói lời mến yêu. Từ lâu biết trái tim đã hững hờ, chẳng yêu nhưng cứ vờ say đắm. Người nào hứa yêu tôi cho đến mãi không thôi, người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói
đời còn thương tôi. Người nào hứa yêu tôi cho nên mãi không thôi. Người ơi hãy mau lên, còn chờ gì không đến. Người hãy đến bên tôi, dạy tôi biết vui cười, dạy tôi nói xin cảm ơn đời còn thương tôi. Cảm ơn chị Thu rất là nhiều đã đến với chương trình của em. Và bây giờ chị Thu sẽ đứng lại đây trò chuyện với quý vị và hát cho quý vị nghe Hồ Lệ Thu. Thank you chị. Hồ Lệ Thu xin thân mến chào quý vị khán giả của Chicago thân thương. Và hôm nay rất là vui đứng trên live show cùng với Hồng Ngọc. Chúc cho Hồng Ngọc live show thật là thành công. Một show tour vòng quanh US thật là thành công. Và ở đâu cũng rất là đông mọi người đến ủng hộ thưa quý vị. Và liên tục chương trình thì trước đây quý vị đã thương mến Hồ Lệ Thu với bài gì ha? Say? Để ta say. Bây giờ có muốn say nữa không? Yes. Nhưng mà bây giờ mình say tập 2. Thiệt chứ bộ. Hồi đó là mình để ta say có nghĩa là mới biết uống đó. Xin cho uống miếng đi. Bây giờ mình bắt đầu xỉn rồi, cái mình kêu say đi. Và đây là tựa bài của bài hát Say thứ hai do nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân viết cho Hồ Lệ Thu. Say đi. Ngày xưa khi bên nhau hứa yêu nhau suốt đời, ngày nay ôm cô đơn cố quên một mối tình. Từng đêm sông bạc trắng như vui, say đi để nhớ, để thương một người. Say đi để khóc, để cười chua cay. Say đi quên đi, mộng vàng dối trá. Người đã xa đi, tình cũng chia ly. Say cho quên hết những đêm dài khờ. Say cho quên hết tình đời đam mê. Say đi quên đi, mặt nồng dĩ vãng. Người đã phụ ta, người bỏ ta rồi. Ngày xưa khi bên nhau hứa yêu nhau suốt đời, ngày nay ôm cô đơn cố quên một mối tình. Từng đêm trong men cay nhớ nhung một bóng hình. Tình ơi hãy tình sao bạc trắng như vui. Say đi cho nhớ ai ân mặn nồng. Say đi cho nhớ tình đời vui vã. Say đi quên đi lòng người đen trắng. Người đã phụ ta nhưng ta vẫn yêu. Quý vị ơi, trong cuộc đời mình không những say một lần, say hai lần, mà sẽ say thật nhiều. Say để nhớ mãi tất cả những gì đã xảy ra, đã trôi qua. Say cho quên hết những đêm mặn nồng. Say cho quên hết tình đời vui vã. Say đi quên đi mộng vàng dối trá. Người đã xa đi, tình cũng chia ly.
say chưa quên hết những đêm dài khờ, say chưa quên hết tình đời bao la, say đi quên đi mặt nồng dĩ vãng. Người đã phụ ta, người bỏ ta rồi. Ngày xưa khi yêu nhau, hứa yêu nhau suốt đời. Ngày nay ôm cô đơn, cố quên một mối tình. Từng đêm trong bên cây nhớ như một bóng hình. Tình ơi, hỡi tình, sông bạc trắng như vôi. Say chưa quên hết ai. Say chưa quên hết tình đời bao la, say đi quên đi lòng người đến chắc. Người đã phụ ta, nhưng ta vẫn yêu người. Say đi quên đi mộng vàng dối trá. Người đã phụ ta. Người đã phụ ta, nhưng sao ta vẫn yêu. Chẳng thể xóa dịu đi, để lòng cứ ngỡ tồn tại, lòng cứ ngỡ sẽ mãi quên được em. Để rồi thắm bước vội vàng, để rồi hạnh phúc chật tan, để rồi niềm đau còn lại. Thà người đừng đến làm gì, thà đừng vội tiếc làm gì, cho hôm nay yêu thương tan vỡ. Thà đừng trao những cười, thà đừng yêu mỗi một người, vì hôm nay em chẳng nhớ ai. Thà ngày hôm đó đứng chờ, thà ngày hôm đó hững hờ, vì hôm nay em chẳng nhớ ai. Hãy cho anh được quên, chẳng mong thêm điều gì. Hãy ra đi và quên, quên, quên đi hết. Cứ ra đi và hãy xóa hết giấc mơ. Một lần khi em nhìn lại, một quá khứ chẳng thể xóa dịu đi. Để lòng cơn đau tồn tại, lòng cứ ngỡ sẽ mãi quên đi em. Để lòng một bước vội vàng, để còn một bước chật tay, để rồi niềm đau còn lại. Thà người đừng đến làm gì, thà đừng muốn tiếc làm gì, cho hôm nay yêu thương tan vỡ. Thà đừng trao những nụ cười, thà đừng yêu mỗi một người, vì hôm nay em chẳng nhớ ai. Thà ngày hôm đó đừng chờ, thà ngày hôm đó hững hờ, vì hôm nay em chẳng nhớ ai. Hãy cho anh được quên, chẳng mong thêm điều gì. Hãy ra đi và quên, quên, quên đi hết. Cứ ra đi và hãy
chẳng mong thêm điều gì. Hãy ra đi và quên, quên, quên đi hết. Cứ ra đi và hãy xóa hết giấc mơ. Hãy cho anh được quên. Hãy cho anh được quên. Phía sau lưng Việt Thảo là toàn ban nhạc The Strikers, những người sẽ là linh hồn của chương trình hôm nay. Strikers có nghĩa là những người ở trong hàng tiền đạo của một đội banh. Nếu ngày hôm nay là một trận đá bóng, một trận túc cầu, thì đây là những người trong hàng tiền đạo. Tràng pháo tay dành cho toàn ban nhạc The Strikers đến từ Houston, Texas. 5M Music and Ruby Boulevard Entertainment thực hiện, và dưới sự thu hình trực tiếp của Ciclo Pictures qua sự đạo diễn của đạo diễn Lê Trung Cang. Xin dành tràng pháo tay cho đạo diễn Lê Trung Cang cùng với Ciclo Pictures. Tối hôm nay sẽ có sự đóng góp của anh chị em nghệ sĩ khắp nơi, trong đó có những người là bạn của Hồng Ngọc, có những người đã từng trình diễn chung với Hồng Ngọc, và có những người đã từng gắn bó với Hồng Ngọc trong suốt bao nhiêu năm qua, từ trong nước cho tới hải ngoại. Kính thưa quý vị, và người kế tiếp trong chương trình hôm nay, Việt Thảo muốn được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị cũng là một người bạn và cũng là một ca sĩ của chúng ta. Tràng pháo tay dành cho nữ ca sĩ Phương Thùy. Hold on. It's okay. Hold on. It's okay. Quý vị cứ việc yên tâm ngồi xuống. Vừa rồi chúng tôi vừa biểu diễn một phần rất ngoạn mục mà quý vị không thể tưởng tượng được. Tôi nói quý vị sẽ không tin. Thường thường những chương trình thu hình là những chương trình lip sync. Chúng ta mở nhạc và ca sĩ chỉ nhép miệng theo, có phải không ạ? Đây là một chương trình live show. Cho nên ban nhạc đánh live và ca sĩ hát live. Vừa rồi chúng tôi cho quý vị thấy cái microphone này nó không kêu, có phải không nào? Bây giờ turn on the lavalier, the headset. Turn it on. Okay. Where is it? Right here. Somewhere. I didn't see it. Maybe in front? No. Yeah. Now here we go. Because nó bị touching something, rồi thử coi. Alo. Okay, it's good. Yes. Now, just move it. Yeah. Mạnh lên. Oh. Và hồi nãy quý vị biết sao không? Khi mà Thùy vừa mới bước ra là thực sự đừng làm, Thùy chưa có kịp chào quý vị. Không sao. Tất cả đều set up của đạo diễn. Bây giờ cả. Mình sẽ bắt đầu lại từ đầu tiếp mục của em nhanh nha. Em sẽ giới thiệu tại sao em hát bài hát này, lý do vì sao em có mặt, và sau đó em vô trình diễn đàng hoàng. Để cho quý vị thấy rằng đây là một chương trình live show chứ không phải lip sync. Guarantee điều đó. Tràng pháo tay lần nữa dành cho Phương Thùy. Dạ. Trước khi phần biểu diễn của Phương Thùy thì Phương Thùy xin kính chào quý vị, các anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị, đứng trên sân khấu ngày hôm nay thì Phương Thùy rất là xúc động vì bao nhiêu ký ức cùng với Hồng Ngọc khi biểu diễn trước đây tại Việt Nam nó cứ ùa về. Cho nên khi là nhận được lời mời của Hồng Ngọc tham gia trình diễn tour của Hồng Ngọc thì Phương Thùy nhận lời ngay.
Và Phương Thùy tự nhủ rằng cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải tham gia và có mặt trong chương trình hôm nay. Và hôm nay Phương Thùy xin gửi tặng Hồng Ngọc cùng quý vị ở đây một bài hát của nhạc sĩ Song Ngọc, bài hát được mang tên Xích Lại Gần Em. Là vui khi tình bước vào yêu. Đời tựa cơn lốc bay người ơi, tình chỉ trong phút giây thế thôi. Chiều mưa mau nắng mai vội phai, đâu còn ai chờ ai. Xích lại gần em tí nữa đi anh. Xích lại gần em tí nữa đi anh, thế vẫn còn xa quá, xa xa quá. Hãy tìm đến em, yêu em đậm đà, với cả trái tim yêu đương thật thà. Thì cuộc tình ta muôn đời mãi còn yêu. Đời lại gần bên em, trao hương ngất ngây, chiều dần phai, đêm tối nhanh, đâu còn ai đợi chờ ai, tình phút bay trong phút giây, lại gần bên em, trao hương ngất ngây, chiều dần phai, đêm tối nhanh, đâu còn ai đợi chờ ai. Cảm ơn quý vị rất nhiều, xin này cảm ơn. Give me a hug. Một cái thăm thiết. Cảm ơn. Ô, tại cái tay anh đụng phía sau. Quý vị thấy rõ ràng là điều đó cho thấy rằng chúng tôi đã hát live trong chương trình hôm nay. Phần trình diễn kế tiếp sẽ là tiếng hát của nam ca sĩ Huy Vũ. Huy Vũ đã gắn liền với bài hát Tình Đơn Phương trong suốt 15 năm qua, kể từ năm 1998. Qua Tình Production. Khi mỗi lần nói đến Tình Đơn Phương là chúng ta đều nói đến Huy Vũ. Và trong suốt 15 năm qua, có rất nhiều bài hát Huy Vũ đã trình diễn khắp nơi, nhưng mà em vẫn chưa chọn lựa được bài hát nào ưng ý cho đến ngày hôm nay. Sau 15 năm mới có một bài hát tương xứng với bài Tình Đơn Phương. Đó là bài Đã Hết Duyên Nợ. Bài đó như thế nào? Mời quý vị thưởng thức trong chương trình Hồng Ngọc hôm nay. Trọng pháo tay dành cho phần trình diễn của nam ca sĩ Huy Vũ.
Thôi em về đi, còn chi đâu người hỡi. Từ nay tình ta đành chia hai đường. Cho bao niềm đau nặng mang trong lòng ta, dần tan cùng bao xót xa. Một khi câu chia lìa nhau em nói, đớn đau anh cũng phải chấp nhận. Cho em được nhẹ lòng, ôm trọn cuộc tình mới kia. Đã quên thật sao những đám đôi mặn lòng lúc ấy ta trao nhau. Sao không cho anh cùng người viết tiếp câu yêu thương. Sao em đành tâm nói ra. Câu chia lìa nhau để đau xót tim anh. Nỗi cô đơn tìm về bao đêm thức trắng. Kẻ ngang qua ở lại cho thêm trống vắng. Một mình anh thầm mong thời gian thật mau lướt qua. Thôi em về đi, còn chi đâu người hỡi. Thầm mong tình em đậm sâu bên người. Cho bao niềm đau nặng mang trong lòng ta, dần tan cùng bao xót xa. Cuộc tình ngày nào dành trọn cho người sẽ trôi dần xa vào trong dĩ vãng. Có lẽ duyên nợ cùng người kiếp này đến đây đành thôi. Chi đâu người hỡi, từ nay tình ta đành chia hai đường. Cho bao niềm đau nặng mang trong lòng ta, dần tan cùng bao xót xa. Một khi câu chia lìa nhau em nói, đớn đau anh cũng phải chấp nhận. Cho em được nhẹ lòng, ôm trọn cuộc tình mới kia. Đã quên thật sao những đám đôi mặn nồng lúc ấy ta trao nhau. Sao không cho anh cùng người viết tiếp câu yêu thương. Sao em đành tâm nói ra. Câu chia lìa nhau để đau xót tim anh. Nỗi cô đơn tìm về bao đêm thức trắng. Kẻ ngang qua ở lại cho thêm trống vắng. Một mình anh thầm mong thời gian thật mau lướt qua. Thôi em về đi, còn chi đâu người hỡi. Thầm mong tình em đậm sâu bên người. Cho bao niềm đau nặng mang trong lòng ta, dần tan cùng bao xót xa. Cuộc tình ngày nào dành trọn cho người sẽ trôi dần xa vào trong dĩ vãng. Có lẽ duyên nợ cùng người kiếp này đến đây đành thôi. Quên thật sao những đám đôi mặn nồng lúc ấy ta trao nhau. Sao không cho anh cùng người viết tiếp câu yêu thương. Sao em đành tâm nói ra. Câu chia lìa nhau để đau xót tim anh. Nỗi cô đơn tìm về bao đêm thức trắng. Ghé ngang qua ở lại cho thêm trống vắng. Một mình anh thầm mong thời gian thật mau lướt qua. Thank you, cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa chúc quý vị một đêm nghe nhạc thật là vui. Mọi người kế tiếp chương trình Tràng Pháo Tay liên tục. Chúng tôi muốn nghe tất cả rạp vỗ các bạn lớn nè. Dành cho nữ ca sĩ Tú Quyên. Tú Quyên thân ái chào tất cả quý vị. Có mặt ngày hôm nay Tú Quyên rất hân hạnh có mặt trong chương trình tối hôm nay và đã chọn một bài hát rất đặc biệt. Bài hát đã gắn liền với tên Tú Quyên trong gần 20 năm vừa qua. Bài hát mang tên Những Lời Dối Gian. Mời tất cả quý vị thưởng thức. Thank you.
đã đến lúc nói lên câu giã từ. Đường tình yêu hai lối đi, đời rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, một mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan. Mình em thôi xin mang thương đau, còn mong sao em mau quên đi gì vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt đưa đắm nhớ anh nhiều. Từng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, ôi ơi người ơi. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết cơm mây tiếc nuôi cũng như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt để đắm nhớ anh nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Hey, come on now. Đã đến lúc nói lên câu giã từ, đừng tình yêu hai lối đi. Rồi anh xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, một mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen sao không chào nhau. Nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan. Mình em thôi xin mang thương đau, cầu mong sao em mau quên đi gì vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đánh xuống nước mắt đưa đắm nhớ anh nhiều. Từng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Tình ấy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt để đắm nhớ anh nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Những lời dối gian. Xin mời quý vị. I would like to tell you what. What? 20 years. 20 years. 20 năm. Dạ, Tú Quyên rồi. Vẫn mãi là Tú Quyên của thở nào. Kính thưa quý vị, bài hát này cũng là bài hát top và bài hát hit của Tú Quyên trong 20 năm qua. Và bây giờ remix lại, nghe vẫn đã như thường. I love you. Hát love cũng đã nữa. Đã như thường. Trọng tài dành cho Tú Quyên một lần nữa quý vị. Thank you. Thank you, love you. Cũng 20 năm từ ngày Shotgun Ngọc Chánh, Shotgun Gold ra đời, chúng tôi luôn nhớ mãi bài We Are The Shotgun. Và một trong những người nổi bật của hôm đó trong thể điệu rap, bài We Are The Shotgun, ngày hôm nay cũng có mặt để hát cho chúng ta nghe. Chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị Henry Joe. Henry xin kính chào quý vị. Và bây giờ Henry xin chân tặng cho quý vị bài nhạc phẩm Yêu Em Rất Giờ. Thank you.
như tiến trần về bên anh, mang bao nhiêu thơ mộng. Gặp một lần thôi mà tình như giấc mơ, gặp một lần thôi rất xa bao nhớ nhung. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên anh bao điên cuồng, ngày đêm thao thức, đôi tay ôm mong chờ. Một lần yêu em ngại ngùng trong bóng đêm, từ ngày qua thẫn thờ nhớ thương em. Điên cuồng ngày đêm thao thức, đôi tay ôm mong chờ. Một lần yêu em ngại ngùng trong bóng đêm, từ ngày qua thẫn thờ nhớ thương em. Một lần gặp em chợt đã yêu em rồi, một lần bên em tình ngỡ như muôn đời. Đừng vội vã đi em, hãy cho anh một lần từng nhìn em tiếp tha trong nụ cười. Nhìn em tiếp tha trong nụ cười thơ yêu. Xin quý vị, thank you. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Hồng Ngọc My Life in USA. Trong chương trình Hồng Ngọc My Life hôm nay, ngoài các ca sĩ thân hữu và bạn bè, còn có một người mà bắt buộc phải có trong chương trình, không thể thiếu được. Vì đó chính là em trai của Hồng Ngọc. Chúng tôi được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị phần trình diễn của nam ca sĩ Khang Việt. Và bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát rất mới của Việt, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Quang Mẫn, bài hát được mang tên Điều Anh.
cần nói. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị. Thật ra anh đã biết em không còn yêu. Khi gần bên nhau cứ ngỡ hai ta xa lạ, vẫn ánh mắt ngày nào. Thế nhưng giờ đây bỗng chốc vô tình, phải chăng anh đã sai hay tim em giờ đang thương hại? Tình yêu anh từ lâu nay là mãi mãi, và anh đã làm mọi cách níu lấy yêu thương. Phải chăng em giờ xem anh là quá khứ? Còn đâu nữa bao mặn nồng năm xưa? Mình cho nhau hai đường đi để nhận ra em có yêu anh nhiều không như anh đã yêu. Mình xa nhau mà em thấy vui, em hãy quên đi một người là anh nhé em. Đường đời ai có biết trước đâu ngày sau, ta sẽ bên nhau trọn đời hay lạc mất nhau. Nếu có yêu nhau xin giữ mãi tiếng yêu đời. Em, thật ra anh đã biết em không còn yêu. Khi gần bên nhau cứ ngỡ hai ta xa lạ, vẫn ánh mắt ngày nào. Thế nhưng giờ đây bỗng chốc vô tình, phải chăng anh đã sai hay tim em giờ đang thương hại? Tình yêu anh từ lâu nay là mãi mãi, và anh đã làm mọi cách níu lấy yêu thương. Phải chăng em giờ xem anh là quá khứ? Còn đâu nữa bao mặn nồng năm xưa? Vậy thì mình cho nhau hai đường đi để nhận ra em có yêu anh nhiều không như anh đã yêu. Mình xa nhau mà em thấy vui, em hãy quên đi một người là anh nhé em. Đường đời ai có biết trước đâu ngày sau, ta sẽ bên nhau trọn đời hay lạc mất nhau. Nếu có yêu nhau xin giữ mãi tiếng yêu đau. Đã có lúc anh tự hỏi phải chăng là anh còn yêu như ngày nào. Mình xa nhau đã lâu nhưng con tim này vẫn nhớ em. Mình cho nhau hai đường đi để nhận ra em có yêu anh nhiều không như anh đã yêu. Mình xa nhau mà em thấy vui, em hãy quên đi một người là anh nhé em. Đường đời ai có biết trước đâu ngày sau, ta sẽ bên nhau trọn đời hay lạc mất nhau. Nếu có yêu nhau xin giữ mãi tiếng yêu đau. Nếu có yêu nhau xin giữ mãi tiếng. Xin giữ mãi tiếng yêu đau.
Xin cảm ơn quý vị, các chị các bạn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, khi Việt Thảo giới thiệu Khang Việt là em của nữ ca sĩ Hồng Ngọc, em là một trong những cái món quà đặc biệt ngày hôm nay dành cho chị Hồng Ngọc của em. Em còn món quà gì nữa khác nữa không? Ok, một món quà rất ý nghĩa và rất đặc biệt. Xin mời quý vị cùng mắt hướng lên màn hình nha. Thế khi mỗi khi mà muốn phát biểu cái gì là bố chứ không phải là mẹ. Bố là người hay đứng ra phát biểu thế cho gia đình. Và hôm nay bố bệnh mấy năm nay rồi. Bố mẹ tuy rằng không đi theo con qua tới bên đó để mà lo cho con, nhưng mà ở Việt Nam bố mẹ vẫn dõi mắt theo con. Bố mẹ cầu mong con được nhiều hạnh phúc trong gia đình và đối với sự nghiệp thì con được thành công. Từ lúc lên Sài Gòn đến giờ, bố là người dầm mưa, giải nắng, chở con đi hát một đêm 5-10 tụ điểm, 5-10 nhà hàng. Bố bây giờ hiện thời bây giờ bố đang bệnh nhưng bố vẫn thương, vẫn lo cho con. Bố mẹ chúc cho Lai Show con thành công tốt đẹp. Cố lên con nha. Tất cả anh chị em ca sĩ có mặt đêm hôm nay cùng với Hồng Ngọc như là một sự đón chào đưa đến quý vị tiếng hát của quý vị yêu thích khắp nơi, từ Úc Châu, Canada, Âu Châu rồi Hoa Kỳ. Nhiều lần Việt Thảo có dịp trình diễn với Hồng Ngọc một tiếng hát đáng quý, một tiếng hát thần tượng. Phần trình diễn của Hồng Ngọc. Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Dù đời có quá đắng, quá xót xa nhiều, tình yêu đam mê khiến quá điên dại, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tóc điểm xưa. Hãy quay về lại một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Mẹ là nắng ấm áp tỏa xuống con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc, tiếng hát bước chân đầu tiên. Mẹ làm suối tắm mát những tháng năm dài, làm sông trôi đi bao nhiêu muộn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông mát trong. Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào, dù cho mây đen bao kín bầu trời, con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây. Mẹ là nắng ấm áp tỏa xuống con đường, cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc,
tiếng hát bước chân đầu tiên. Hãy quay về nhìn lại mình, nhìn lại dòng sông và dòng tóc điểm xưa. Hãy quay về lại một lần được nhìn, một lần được nghe lời ngọt ngào mẹ ru thiết tha. Mẹ là nắng ấm áp tỏa xuống con đường cho con thơ tiếng nói ban đầu, có tiếng khóc tiếng hát bước chân đầu tiên. Mẹ làm suy tâm mát những tháng năm dài, làm sống trôi đi bao nhiêu muôn phiền, làm mây xanh bao quanh cho cuộc đời con. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng suối mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này, cuộc đời của con là dòng sông mát trong. Chốn thiên đường cuộc đời này. Có một tiết mục mà Ngọc muốn dành cho quý vị sạc đặc biệt đêm nay. Và chính cái cây này cũng là làm cho Ngọc thức mấy đêm mới làm á. Sao quý vị không vỗ tay cho Ngọc chứ? Yeah. Hộp là của em à. Đặc trưng của em, đặc sản của em luôn. Các câu tiếp theo, Hồng Ngọc xin phép gửi đến quý vị một bài hát theo phong cách belly dance mà Ngọc đã học hỏi rất nhiều trong thời gian qua. Và đêm nay đây, Ngọc xin cống hiến với quý vị. Nếu mà thích thì cứ vỗ tay ạ. Cơn gió hạnh phúc rét mướt như mùa đông, thêm hoa đâu còn bướm xưa. Người yêu ơi, đêm đen đã tàn chưa. Chiều về lạnh mây thiêm, giọt sầu vẫn mãi héo úa trên mi. Là giờ cho cơn bão mùa thu vội vàng xa người. Một ngày nào thuyền tình lạc bến, giấc mơ không tên sao dạt dào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm vây kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sang. Hỡi trái tim lầm lỡ hay sống trong dại khờ, những ai ơn rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài niệm nhân gian, nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ hay xót xa một lần, những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ đêm xưa, những khúc ca rồi sẽ tan giữa chiều mơ. Thank you.
hạnh phúc rét mướt như mùa đông, thêm hoa đâu còn bướm xưa. Người yêu ơi đêm đen đã tàn chưa, chiều về lạnh mây thím, giấc sâu vẫn mãi héo úa trên mi, lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa người. Một ngày nào thuyền tình lạc bến, giấc mơ không tên sao dạt dào ngọn nến. Vườn hồng đào kỷ niệm với kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy sống trong dại khờ, những ái ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài niệm nhân gian, nước mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy xót xa một lần, những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ đêm xưa, những khúc ca rồi sẽ tan giữa chiều mơ. Two dice, unleashed, dominated by force, gravity, and physics. Tumbling, hovering, between a held breath and a triumphant roar. Your moment is waiting. Với sự hợp tác của anh Charlie Tone, người được mệnh danh là King of Nails, Success Salon Solution sẽ có những chuyên viên tận tình giúp đỡ quý vị tìm địa điểm tốt, thiết kế bản vẽ, trang trí nội thất và nhiều dụng cụ tối tân, hướng dẫn nhân viên phương thức mới trong nghề. Đặc biệt chúng tôi có chương trình trả góp cho bàn và ghế spa, kèm theo cách thức quảng cáo hữu hiệu. Ngoài ra, công ty Secret sẽ là nguồn thu nhập mới cho quý thân chủ tiệm nail và thợ trong ngành. Chỉ trong vòng 30 phút với 4 bước đơn giản ngay trên ghế spa, khách hàng sẽ nhận thấy sự tươi trẻ của làn da qua kỹ thuật khoa học, bảo đảm an toàn và hữu hiệu trong vòng 15 phút sau khi được đắp kem đàn hồi cho những làn da trong tình trạng thoái hóa. Secret, sản phẩm sẽ đem lại tuổi xuân và sự tự tin ngay tức khắc. Success Salon Solution
một công ty uy tín mang lại sự thành công và một thương hiệu đẳng cấp cho quý vị. Xin liên hệ 855-88-SALON. Fate takes 3 seconds. 3 seconds that hold you between the past and the future, where imagination can run wild and take adrenaline along for the ride.